Xin chào các bạn đã đến với kênh của Bongbeck Travel. Ngày hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại một ngôi đền vô cùng linh thiêng trên Tam Đảo, đó là đền Mẫu Thượng Ngàn. Các bạn hãy cùng theo chân mình vào bên trong để chiêm bái cũng như khám phá địa điểm du lịch tâm linh linh thiêng nhất của Tam Đảo sẽ có gì đặc biệt nhé. Ok rồi, các bạn đi cùng với mình nhá. Đây, nhìn bạn ôm kiện vàng rất là mỏi mệt rồi. Tam Đảo nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm. Trung tâm đáng chú ý nhất là thị trấn Tam Đảo với diện tích khoảng 214,85 km², dân số khoảng 6-7.000 người. Tuy nhiên, dân số thường xuyên thay đổi do biến động dân cư và sự phát triển của du lịch. Ở đây, nhiệt độ trung bình vào khoảng 18-25 độ C, với mùa hè không quá nóng và mùa đông không quá lạnh, làm cho nơi đây trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, Tam Đảo có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng, có thể kể đến như tháp truyền hình Tam Đảo, cầu mây, thác bạc, nhà thờ đá. Trong đó không thể không nhắc đến ngôi đền linh thiêng bậc nhất nơi đây, đền Bà Chúa Thượng Ngàn Tam Đảo. Là một ngôi đền nổi tiếng và linh thiêng, được xây dựng để thờ phụng Bà Chúa Thượng Ngàn, một trong ba vị thánh mẫu quan trọng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Mẫu Thượng Ngàn được coi là vị thần bảo vệ rừng núi, cây cỏ và các loài động vật. Wow, đoạn này đẹp quá. Oh, các bạn có thể nhìn thấy này, không gian đây thực sự mát. Sau khoảng 2 năm thì mình quay lại thì ở đây đã thay đổi rất là nhiều. Rất là nhiều những cái cây xanh, cảnh đẹp ở đây đã được bổ sung thêm, tôn tạo thêm, khác hẳn so với 2 năm trước đây mình có đến. Lối đi cũng đã dễ dàng hơn rất là nhiều này. Rồi là cảnh quan xung quanh đã được làm đẹp lên rất là nhiều rồi. Vâng, thưa các bạn, vẫn là chiếc cổng xưa cũ như vậy, rất là cổ kính. A Di Đà Phật, có hai ngài hộ pháp ở hai bên. Ở phía trên này có mấy chữ ghi đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn. Ok rồi, các bạn đi cùng với mình nhá. Đây, trước mặt các bạn chính là cái rừng trúc. Và đây cảm thấy khung cảnh thực sự rất là mát mẻ luôn. Các bạn nhớ nhé, là leo đây cũng khá là cao đấy. Nên là mọi người chuẩn bị cho mình những đôi dép hoặc là những cái đôi giày đế mềm để dễ dàng hơn trong khi mà mình leo núi nhé. Đây, bạn Bông mang hoa lên. Bạn Bông cầm hoa lên, tay phe phẩy chiếc quạt rất là thư thái. Rừng trúc rất là đẹp. Bạn Bông đưa hoa đây mình cầm cho. Nhìn bạn có vẻ rất là yếu rồi, bạn lười lao động nên bạn leo một tí. Chân tay bạn đã thấy rượu dã rồi. Thôi đưa cầm cho bạn đây, thở một chút. Lăng hoa đây này các bạn này, lên dâng lên Bà Chúa Thượng Ngàn nhé. Đoạn đường này cũng phải đến cả hơn 100 mét đấy nhỉ? À, 297 bậc cơ à? Cũng bình thường thôi. À, cảnh rừng trúc mát mẻ chưa? Đây này. Đã có một hai du khách dừng lại thở rồi. Đấy, vừa leo núi vừa nghe kể câu chuyện về của các Phật tử. Đây là cổng tam quan này. Một bên là trí tuệ, một bên là từ bi. Hai bên cánh cổng nhỏ nhá. Điều đặc biệt là ở đây thì ngôi chùa. À, phía cổng này là ngôi chùa các bạn nhá. Còn đi bên này là đền mẫu này. Đền mẫu, đền chúa này, phía bên trái này. Nhưng mà thông với nhau đấy. Chùa Vàng, đền Địa Mẫu, tất cả bên này. Vào phía cổng tam quan chùa trước đi. Bạn Bông lên được nữa không? Nhìn bạn ôm kiện vàng rất là mỏi mệt rồi. Có lên nào. Bạn Bông rất là thư thái, vừa đi vừa phải quạt.
tay ôm hòm vàng. Anh có thật làm vlogger không đấy? Bạn bước chân nhanh nhanh lên cái bạn ơi. Wow, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. 5 tầng các bạn ạ. Tầng 5 thờ Tam Bảo, tầng 4 thờ Phật Niết Bàn, Phật Dược Sư, tầng 3 thờ các đời vua. Hình như đây là đền thờ Địa Mẫu, đúng không? Đây là chính là mẫu luôn đấy. À, mẫu. Hai đường, một đường đi vào ngân trước. À, đúng rồi, đúng rồi. Đường này là đi lên phía điện chính. Mình để hoa đây để cho mọi người bày. Nếu mà bày nó đi ra, ui, mọi người có thể dễ luôn rồi. Các bạn ra phía trước với mình nhé. Lối nhỏ, đi ra phía trước của đền thờ. Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn, A Di Đà Phật. Ở đây có một bức khá là cổ, A Di Đà Phật. Hai bên này cũng đang tôn tạo để mình nghĩ là lầu. Hai lầu chắc chắn là sớm cũng sẽ thờ bên trong thôi, A Di Đà Phật. Ở phía bên này là đền thờ Quốc Mẫu Vua Bà. Còn phía bên này thì, à, phía trên cửa chính điện có hình song long chầu mặt nguyệt các bạn ạ. Cùng đi vào phía bên trong nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phía bên này có một ngài hổ này, trong lồng kính. Tư thế oai nghiêm dũng mãnh. A Di Đà Phật, đây là ban thờ quan Hoàng Bảy. Phía bên này là ban thờ quan Hoàng Mười. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bên trong là ban thờ ngũ vị tôn ông tứ phủ quan hoàng tứ phủ thánh cậu ạ. Phía bên này là tứ phủ thánh châu tứ phủ thánh cô, A Di Đà Phật. Mẫu Thượng Ngàn là con gái của Ngọc Hoàng và Mẫu Địa Tiên. Mẫu Thượng Ngàn ở đây là chỉ bà chúa Thượng Ngàn ở Tam Đảo các bạn nhé. Mẫu Thượng Ngàn là người cai quản vùng núi và rừng. Bà có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho cây cỏ, muông thú, đồng thời giúp đỡ những người dân sống ở vùng núi rừng. Với lòng từ bi và đức độ, bà được người dân tôn kính và lập đền thờ ở nhiều nơi, trong đó nổi tiếng nhất là đền Mẫu Thượng Ngàn tại Tam Đảo. Theo truyền thuyết, vào thời xa xưa, vùng núi Tam Đảo thường xuyên phải đối mặt với nhiều thiên tai và xâm lược của kẻ thù. Người dân sống trong cảnh lầm than, khốn khổ. Một ngày, Mẫu Thượng Ngàn xuất hiện, giúp đỡ người dân đánh đuổi kẻ thù, khôi phục lại hòa bình và ổn định cho vùng đất này. Bà còn dạy người dân cách trồng trọt, chăn nuôi và bảo vệ núi rừng. Sau khi bà qua đời, để tỏ lòng biết ơn và kính trọng, người dân đã lập đền thờ bà trên đỉnh núi Tam Đảo. Đền Mẫu Thượng Ngàn từ đó trở thành nơi thờ phụng và cầu nguyện linh thiêng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương và cầu phúc. Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn thì các bạn hãy cùng mình đi sang phía Quốc Mẫu Vua Bà các bạn nhé. Hôm nay Tam Đảo trời nắng khá là đẹp. Đây là đền Quốc Mẫu Vua Bà. Mọi người bỏ dép phía bên ngoài nhé. A Di Đà Phật. Vua cha Ngọc Hoàng ạ. Ban thờ cầu quan Hoàng Mười, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phía bên trong này thì có một bảng thông tin ghi rằng là đền thờ Quốc Mẫu Vua Bà. Hai bên hai vị đệ nhất vương cô, đệ nhị vương cô là những người hầu cận của bà, thờ bà ở trong hậu cung.
cộng đồng thờ Tam Tòa Đức Thánh Mẫu là mẫu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Bên tay phải thờ Ngũ Vị Tôn Ông là năm ông tướng giỏi nhất của Nam Phương theo hầu mẫu. Bên tay trái là thờ Tứ Phụ Thánh Bà. Bà là người ở trông coi núi vàng của đất nước ta. Hai ban thờ năm quan âm dinh, 10 quan âm dinh. Ngoài sân thờ mẫu Cửu Trùng Thiên, ngoài miếu thờ Quan Sơn Thần. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là bàn thờ Ngũ Vị Tôn Ông. Phía bên trong là hậu cung các bạn ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sau khi rời đền mẫu thì bây giờ các bạn hãy cùng mình đi lên phía chùa Vàng các bạn nhé. Chùa Vàng cũng đang xây sửa một số hạng mục. Đây, các bạn có thể nhìn thấy phía bên này của mình đây là có rất nhiều những bức tượng. Những bức tượng được làm bằng đá trắng. Mình sẽ đưa các bạn đi sang nhé để xem. Đúng ra là mình nên đi từ hướng này, chính là hướng cổng Tam Quan đây các bạn này. Đây, đây là hướng cổng Tam Quan nhé. Mình đi sẽ đi từ dưới đền mẫu ở đằng sau lưng mình đi lên. Đây là cổng Tam Quan này. Đó, ở đây là có rất nhiều các bức tượng. Các bạn thôi nhìn thấy ngay cả ở phía bên trên tường kia cũng có rất nhiều các bức tượng trắng. Phía dưới này thì cũng có rất là nhiều này. Ở đây thì cũng đang trong quá trình tu sửa. Các bạn nhìn phía sau lưng mình đây, rất nhiều các anh các chú thợ đang là tu sửa bức tượng Phật Bà Quan Âm. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một bức tượng rất là đẹp ở trên toàn bộ xung quanh này như những đám mây ấy các bạn ạ. Đây là tượng Phật Bà. Thế chúng mình cùng lên phía nhà Tam Bảo nhé. Leo cái bậc thang cũng hơi cao và thẳng đấy các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy phía sau lưng mình đây chính là cái bậc thang để lên phía nhà Tam Bảo. Để các bạn cùng mình leo lên phía trên nhé. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp. Trời nắng vàng. Không khí cũng mát mẻ. Tất nhiên rồi, ở trên Tam Đảo thì không khí luôn luôn là mát mẻ. Dù là dưới thành phố kia có nóng như thế nào thì phía trên đỉnh núi Tam Đảo vẫn thực sự rất là mát. Chính vì thế mà Tam Đảo những cái ngày hè thu hút rất nhiều du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi, đặc biệt là cái dịp hè. Leo lên quãng này mình nghĩ chắc cũng chỉ khoảng hơn 100 bậc thang thôi. Liệu đến không? Khá là ngắn nhưng mà dốc. Hai năm trước thì mình có đến chùa Vàng nhưng mà lúc đấy thì không được vào tham quan Tam Bảo. Mình chỉ đứng phía bên ngoài thôi. Nhưng lần này chắc là được vào tham quan rồi. Wow. Đứng ở trên này các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới. Thực sự rất là đẹp đúng không? Ngay phía sau lưng mình. Trời đang nắng nhưng mà cũng thực sự là mát mẻ đấy. Đây là chùa Vàng nha các bạn. Đức Pháp Vương, Ngài Phật sống. Ở đây có một cái bảng ghi thông tin. Gia đình Phật tử Thanh Đồng, Tô Thị Thu Hà, Phu tử Lê Thanh Bình, Nữ tử Lê Thanh Huyền. Địa chỉ tại Hungary. Đã công đức toàn bộ kinh phí xây dựng ngôi chùa Vàng vào năm 2011. Thủ nhang đền Chúa Thượng Hoàng Thị Tâm trông nom việc xây dựng chùa.
Bây giờ hãy cùng vào trong Tam Bảo các bạn nhé. Di Đà Phật ạ. Toàn bộ từ ban thờ, tượng Phật, rồi đến những cái trang trí như câu đối hay là những tấm phù điêu thì cũng đều làm bằng đồng toàn bộ các bạn ạ. Thực sự rất là kỳ công để xây dựng được ngôi Tam Bảo như thế này. A Di Đà Phật, tượng Phật đồng được tọa trên một phiến đá rất là to. Phiến đá rất là lớn đấy các bạn ạ. Đây, toàn bộ những cái hình mà các bạn đang xem đây là bằng đồng các bạn nhé. Đây, mình sẽ gõ cho các bạn xem. Đấy các bạn này, hoàn toàn là bằng đồng. Đấy, những bức tạo tác, những bức tranh này hoàn toàn bằng đồng. Bằng đồng. Đây là đồng đỏ các bạn ạ. Đồng đỏ nhé. Chứ không phải là đồng bình thường. Đồng đỏ. Rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Ôi, sau mấy lần đến thì cuối cùng mình cũng đã được vào trong Tam Bảo bằng đồng các bạn này. Quá đẹp. Thì cái cột này là bằng bê tông nhá, nhưng mà bọc ở bên ngoài là bằng đồng. Đây này, các bạn có thể mình gõ đây để cảm giác là bằng đồng toàn bộ. Hay đây cũng bằng đồng này. Những cái chữ này mình nghĩ là chữ Hán cổ á. Chữ Hán cổ nhá. Thường thì đọc những chữ Hán này mình sẽ hiểu được một hai chữ gì đấy, nhưng mà đây là toàn bộ bằng chữ Hán cổ nên mình cũng không hiểu rõ chữ Hán. Chữ Hán cổ. Quá đẹp luôn ạ. A Di Đà Phật. Đây này các bạn này. Cột ngoài trời này cũng bằng đồng toàn bộ này. Tường gỗ bằng đồng. Là quang cảnh phía trước của Tam Bảo. Này là ban thờ địa mẫu, nhà thờ địa mẫu rồi các bạn này. Cùng đi sang với mình nhá. Đúng là không khí ở Tam Đảo thực sự rất là mát mẻ các bạn ạ. Thảo nào mà người dân, nhất là những cái dịp cuối tuần á, lên Tam Đảo rất dễ tắc. Và hôm nay là một trong những ngày như thế. Lát nữa mình về thì không biết có bị tắc nữa không. Wow, phía trước có một cái cây rất là lớn che đến ngôi điện. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trên điện, mái của điện là rất nhiều những cái cây mọc ở trên mái luôn nhá. Mình rất thích những cảnh như vậy, thực sự rất là đẹp. Khi các bạn vào lễ mẫu thì nhớ để giày dép phía bên ngoài. A Di Đà Phật ạ. Wow, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Điện mẫu ạ. Cùng lên ngôi chùa 5 tầng này với mình các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn phía bên dưới này. Bây giờ thì mình đang ở tầng 3. Tầng 5 là Tam Bảo. À, đây mình đang ở tầng 4 rồi chứ. Tầng 4 này. Tầng 4 trong này là nhà thờ tổ rồi các bạn. Nhà thờ tổ. Còn đi lên phía trên này. Đi bên này là tầng 5. Tầng 5 là Tam Bảo. Ô, không khí mát quá. Không khí thực sự mát. Ở đây thì ngay trước mặt mình có một quả chuông đồng rất là lớn đấy. Ồ, đứng từ đây tầm view xuống dưới thị trấn cơ. Các bạn có thể nhìn thấy dưới thị trấn này. Phía sau mình đấy. Ngay sau đền Bà Chúa Thượng Ngàn có hai ngôi chùa là chùa Thiên Phúc và chùa Vàng. Hai ngôi chùa có từ năm 2007 do bà Hoàng Thị Tâm thủ nhang đền Bà Chúa Thượng Ngàn cùng một số người gom góp tiền để xây dựng.
Hình ảnh các bạn đang xem là chùa Thiên Phúc, cao 5 tầng, tầng trên cùng là Tam Bảo. Theo những người dân ở đây thì chỉ những người ở xa không biết mới lên trên đó để lễ bái công đức, chứ người dân quanh đây chỉ làm lễ ở đền bà Chúa Thượng Ngàn mà thôi. Vừa rồi thì mình đã đưa các bạn đi tham quan một vòng của chùa Vàng cũng như là đền thờ mẫu Thượng Ngàn. Thì bây giờ clip của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Nhớ ấn like hoặc đăng ký kênh để đón xem những video clip mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào!